Quá trình hòa nhập của Như ở Bồ Đào Nha diễn ra khá nhanh, khác rất là nhiều so với đồng nghiệp nam. Vậy thì cái chuyện gì đã diễn ra bên ngoài sân cỏ, mối quan hệ của Như và các đồng đội tại Lanh là ra sao? Như là cũng là một người vô cùng may mắn khi mà Như sang câu lạc bộ được mọi người yêu thương và trân trọng. Và đặc biệt là những người đồng đội của Như thì họ rất là gần gũi, hòa đồng. Và sau giờ thi đấu thì Như cùng với mọi người thường thường hay đi ăn cùng. Và thỉnh thoảng thì Như cũng nấu một vài món ăn Việt Nam để đãi tất cả mọi người. Và nó giúp cho cái tình đoàn kết nó gắn kết hơn. Khoảng thời gian khi mình mới qua thì Như có nghe một câu chuyện cũng khá là thú vị với những người đồng đội của Như. Thì họ nghĩ là sắp giống như họ nghe tin là sắp có một cầu thủ từ châu Á sang, và họ cứ ngỡ là Như là một cầu thủ to cao, tại vì khi họ nhìn vào họ vô cùng bất ngờ đó. Giống như là nó nói như là giống như là nít vậy đó, giống như là học sinh vậy đó. Và mặc dù là ở đội đó là Như là cầu thủ là lớn tuổi nhất, nhưng mà đối với tất cả những người đồng đội của Như thì Như giống như là em út nhà. Thật sự thì những người đồng đội như là người mà lo Như vào những cái cuộc chơi đó nhiều hơn. Họ đến từ châu Âu nên mọi người biết là họ rất là thích việc nhảy nhót, hoặc là sau khi mà ghi bàn thì đó gọi là cái văn hóa của họ, và họ rất là yêu thích điều đó, và điều đó thường xuyên diễn ra hầu như là hàng ngày ở trong phòng thay đồ. Ở câu lạc bộ cũng rất là quan tâm về ngày Tết của Việt Nam, và họ hỏi Như là ngày nào thì là Tết của tụi mày. Đó là thì Như mới nói là ngày đó như vậy, thì Như mới nảy sinh ra một cái ý tưởng là Như muốn tạo một cái điều gì đó để cùng Như, cũng như là Như cũng câu lạc bộ cùng với Như để mà dành tặng cho những người hâm mộ tại Việt Nam, khán giả tại Việt Nam. Và Như đã nảy sinh ra cái ý tưởng là làm một cái điều gì đó đặc biệt và nó khác biệt hơn, mà Như đã sáng tác ra cái bài vè đó. Và khi mà Như ngủ thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là háo hức, và họ rất là vui. Và khi mà gặp Như thì họ học được cái câu là chúc mừng năm mới, và họ luôn luôn nói cái điều đó. Như cảm thấy rất là vui. Lúc đầu mới qua thì cũng khó khăn. Họ nói rất là nhanh, bởi vì mình cũng ít tiếp xúc với những người bản địa, và họ nói rất là nhanh. Mặc dù là họ sử dụng tiếng Anh, nhưng mà dần dần thì Như bây giờ thì Như cũng đã thích nghi, và Như nghe Như hiểu được bóng đá. Những cái chiến thuật mà họ nói ra thì Như cảm thấy bây giờ là Như đã thích nghi được và cảm thấy dễ dàng hơn.